gì hết. Đầu hến cho tỏi cho nó vàng rồi đó, đầu cái mình để hến vô. Để hến vô rồi mình xào nha mấy anh mấy chị. Giờ mình để ớt vô đi. Bỏ cũng không nó đường. Để như ớt vô cho nó đỏ đỏ cho thấy nó ngon. Rồi bắt đầu tỏi. Hến vô xào, xào cho nó thấm gia vị rồi bắt đầu cái bữa này cuốn bánh tráng rồi nè. Mời mấy anh chị ăn với mấy hai đứa con em nha. Mời cả nhà ăn chung với em và mời toàn thể qua chị em theo dõi kênh và nhớ bấm like và chia sẻ và theo dõi kênh. Chúc cả nhà mình một buổi chiều ăn hến ngon miệng. Nêm nha, nêm gia vị vô nè, hạt nêm. Muỗng vô, đường, hai muỗng đi, ngon chút, xào cho nó thấm, ngon hết sức rồi, có miếng ớt vô nè, ngon, sợ không sợ không? Cho sâu đều đều đi và đặng mình để củ hành vô. Bữa nay mà hến cuốn bánh tráng nha mấy anh mấy chị. Xào cho nó thấy bữa nè. Xay lên rồi mình trộn nè cho nó đều cho nó thấm nha mấy anh mấy chị. Hến nè, thấm. Cho thấm gia vị rồi để củ hành vô nghe mấy anh chị. Để củ hành vô cái nhà, để củ hành vô xào. Để củ hành vô mình xào nữa. Xào cho nó thấm rồi cái đầu rồi mình mới đem ra mình cuốn bánh tráng. Ngon quá mấy anh mấy chị ơi. Ngon quá ngon. Chúc nó ăn với hai một con em nha mấy anh mấy chị. Mời cả nhà chút xíu theo dõi ăn chúng em nghe và hai con em. Cả nhà, bây giờ thì em hến giờ em đem bỏ đem ra ngoài dĩa nha cả nhà. Rồi đó. Bây giờ em vớt ra ngoài dĩa. Ngon quá mấy anh mấy chị ơi. Ngon quá cả nhà ơi. Bữa nay hến mà cuốn bánh tráng ngon quá mấy anh mấy chị ơi. Mời mấy anh mấy chị nha. Hến cuốn bánh tráng với hai mấy con em. Quá ngon rồi. Để củ hành đồ vô nữa ngon quá. Hấp dẫn quá. Vét cho sạch luôn. Sạch chảo luôn đi. Quét sạch chảo luôn. Quá ngon mà không vét sạch chảo sẽ được. Bánh mì kia. Hello cả nhà, xin chào cả nhà. Bây giờ thì món hến của em bây giờ đã hoàn tất gọi nghe cả nhà ơi. Bây giờ thì chuẩn bị vào phần ăn thôi cả nhà. Bây giờ mới nãy thì hai mẹ con em bây giờ có xào rồi, bây giờ có xào hến rồi, thì có ốp gia vị đầy đủ hết trơn. Bây giờ đến phần mà làm xong rồi nè, bây giờ được nguyên cái mâm hến luôn nào. Bún, rau, cà gió, dưa leo, nước mắm làm. Đầy đủ gia vị chờ cái nhà ơi. Chút xíu nữa vào phần ăn thôi. Quá ngon. Hấp dẫn. Tên.
Nước mắm quá ngọt. Mời mấy anh mấy chị ăn mà hến cuốn bánh tráng với hành con ăn nè. Sắp rau vô. Ăn ngon nha nhỏ ơi. Ồ cái này ngon quá ta, này cuốn bánh tráng luôn. Để mẹ cuốn cho. Hai em xin chào cả nhà. À, chào mọi người nha. Và hôm nay thì em làm về món bánh chén cuốn với hến với rau, mà toàn thể quà chị em bạn bè theo dõi và ăn chung với em nha. Cuốn cho nè. Để cùng cuốn. Mất mắm nha, quậy lên. Quậy đường. Cuốn này ngon ta. Ừ, ngon ha. Hến xào rồi với đầu cái rồi mình mới đem đi cuốn gì nó mới ngon. Em chán ngon xào rồi. Chán ngon. Nhưng mà cái nhà ăn chúng em ngon miếng ha nè. Chị. Mời mọi người. Hello. Cái này con ăn đâu được đâu ăn. Hến xong nữa con được không? Ăn đâu được. Hến ăn đâu được. Ngon. Ngon ha. Hến này mình xào vậy nè. Nó mới ngon nè. Để bún vô. Ăn bún thì để bún vô. Giòn quá các nhà nè. Ở nhà ăn muốn ăn. Cuốn cho hai ba cuốn để đây đi cho nó. Mẹ cuốn sẵn cho hai ba cuốn ăn đi. Ăn em ăn mấy chị có lá này kêu cái gì lá mơ ngon lắm. Cuốn bánh tráng là phải có lá mơ rau sống nhiều nhiều như này, gọi lá này lá lốt nữa nè anh chị, lá lốt nữa nè đúng không, có lá lốt nữa. Ai đi ăn đi ăn đi. Dạ chảy quá chảy hả. Phải hến để ớt rồi. Để ớt vô cho nó thấm vậy mới ngon. Mà còn để tiêu nữa. Để tiêu nữa. Cay lắm hả? Mẹ chưa ăn chưa biết. Mà cái nhà nha. Ừ. Cay quá nha. Cay lắm hả? Mẹ cay lắm mà sao rồi. Cay mà quá cái gì. Cay dị dường. Cay quá ăn mặt nó không bị mất hụng. Bữa nay ăn ở nhà ở ngoài đường có đu đủ chín rồi nè, có thằng cây đẹp luôn mát. Ngon ngon ngon. Trai mình bữa nay mới đi đám về. Hến nè mình xào ha, nêm nếm rồi này kia nọ đi để thấm ngon cái sợ luôn anh chị. Mày ra rồi, vô duyên với mày. Mày đứng ở trước mặt nó mới lên mà chỗ mà hình. Cái nhà có lũ em ở nhà. Nó tính lên mà kênh YouTube này cái nhà chỗ lên không? Không, ăn lâu được. Mày ăn thấy đâu cay gì đâu mà nói cay chàng. Ngon ra ngon hết giòn giòn bánh tráng thì giòn khấu luôn. Thơm. Rau rồi ăn vô nhiều cũng ngon. Mình ăn bánh tráng cuốn rồi mình phải ăn rau nhiều nó mới ngon. Lá lốt rồi để vô lên nè, cải xà lách để lên lá lốt nữa mới ngon. Ngon quá cái nhại. Ở quê là mình phải ăn vậy cả. Ở quê á thì ở miền Tây thì nó có hến, mọi người á cái nhà thì ghe người ta đi cào hến á. Đi cào mà bơ hôm mà.
cho mày sáng dễ rồi nó sàng lọc ra lựa ra. Ừ, nó sợ nó vừa thấm mà nó vừa thấm đường bột ngọt rồi vô nè, bắt đầu mình cuốn bánh tráng gì nè nó thấm ngon, ăn miếng vô ngon. Sức mình mới ăn bánh tráng mà kiếm hến nó ngon hết sức. Ngon quá mà cay quá. Cái này mà nó cuốn cho bự cho dài đó. Thấy có cay đâu kìa, ăn đâu cay đó. Thấy ăn đâu có cay đâu mà nói cay. Ăn mạnh mạnh vô cuốn ên cho được hả? Có củ hành này vô nó thấm ngon. Không cài đi lấy nước uống. Thấy cũng đâu có cay gì đâu mà nói cay. Quá ngon chị ơi. Bữa nay em ăn mà biết ngon. Mình ăn với chị ăn em ăn với chị. Hello cả nhà. Em lấy đá uống cho nhà. Cố nè. Mát, chiều này ăn mát. Nó có nắng cháy không? Có ăn lá lốt không? Không không. Ăn mát lá lốt đi. Không ăn để trời gió vô với dưa leo đi ha. Không. Ăn là phải rau vị này nó mới ngon. Nè, mấy anh chị. Để hết vô. Được. Cho thì nhiều vị nó ăn mới ngon. À, anh chị em nấu cay gì đâu mà sao nó mấy anh mấy chị có thêm video và có hết video mấy anh chị và nhớ bấm like và chia sẻ và thật ra cho em và chia sẻ cho em nha, và em cũng chân thành cảm ơn mấy anh và mấy chị rất là nhiều luôn ạ. Đó giờ ăn cái em nó thiệt cái nhà chứ đó giờ em ăn mà được cuốn mẹ cũng cuốn được kỳ á, đây cuốn được á mà cuốn mà cái bằng chỗ nào bằng cái hứa ôm mà để vô ăn nó thơm. Mời cả nhà. Mời lá mơ này nè để vô ăn nó thơm đó. Mình ăn cá nướng ăn cái gì cũng vậy. Để có này vô ăn nó thơm. Em nói chị. Em ăn gì cũng vậy, ăn rau chứ đó. Tại vì rau là mình ở ngon. Sao mẹ thấy đâu có cay gì đâu sao mà mẹ nói cay vậy? Mẹ thấy có nói cay gì đó. Thấy nó cũng bình thường chứ đâu có cay gì. Ngon ha. Mình ở quê là phải ăn bánh chén đúng không? Nè cầm đi nè ăn nè cho cái cuốn bánh chén cho nó bự chút. Cầm vậy đó. Thôi mình cho ăn cuốn nữa coi.
ăn gì đâu mà xong con lại cho ăn làm. Mình lễ ra mình chấm nước mắm cũng được, mình lễ từ con lắm anh chị, cũng như lễ ra con, quá cái nhà con mà nó nhỏ quá, cái đường làm mắm men chấm ăn cũng được nữa, hến cuốn chén rồi hến chấm nước mắm me rồi, mình lễ ra từ con, nó hơi nhỏ quá, nó hơi đen, chứ nó cũng ngon. Hết nè cái nhà xào xong rồi cái nhà để mà nêm nếm đường bột ngọt rồi nó vô nè, sao sao đợi á, hồi để vô cuốn hành vô nè, rồi ớt cái nấy xào lại nó đều lên á, rồi nó ướp gia vị vô ẩm giảm rất là nhiều và nó ăn khỏe và nó thấm vào trong và gia vị cũng được. Hết nó rồi thấm vô không, rồi thịt nó ngọt lắm, ngọt điệu chưa luôn. Cả nhà nhớ bấm like và chia sẻ và subscribe để đỡ lại lại một phần mà nhận xét nha cả nhà. Cho hai con em và động viên tinh thần ạ. Bữa nay chơi đồ nền, bữa nay chơi đồ đũa, bên nay chơi đồ trắng. Nói chung áo này em mới đi đám cưới về cả nhà ơi, tại vì em mới đi đám về, em đến thay vẫn đi đám. Mười mấy phút này. Ăn hết đó đi. Ngon mẹ. Ngon không? Ngon này hết này ngon lắm. Mình dễ rồi ra rồi mình nó xào lại mình nó cuốn chán vậy nó mới ngon. Không, hết nè, thịt này nè, cái ngọt. Nó ngọt mà nghe cho nhà. Rồi nó có chất độ nóng à, nó có chất độ nóng. Nóng hổi lên đúng không? Xong mày á cuốn cũng chán hết. Nó sẽ chạy điều hòa, nó sẽ chạy trong điều hòa trong những mà rau bún cái đồ á, nó có vị nóng, cái nhà ăn vào thì nó sẽ có vị ngọt và vị thơm từ hến. Chấm nữa. Chảy vô trong đây múc chấm nước mắm. Bánh chén nè, cả nhà có mua bánh chén không? Là mình cái nhà mua bánh chén rồi dạng mà loại này nha cả nhà. Bánh chén loại này nè. Là ăn là bánh chén vuông này ngon, em thấy ăn gói ngon quá. Bánh chén này nè là cái nhà gói, là cái nhà không có mà nhúng nước luôn, cái nhà không cần nhúng nước. Em thì cũng chân thành và em cũng cảm ơn toàn thể của anh chị em đã đến xem một buổi live, buổi mà ăn hến cuốn bánh chén cùng hai mẹ con em, và em cũng chào tạm biệt và toàn thể của anh chị em dừng tại chỗ này trong clip này. Thì hẹn mấy anh và mấy chị đợt sau mình sẽ ra một video khác làm món ăn khác nữa. Thì những mấy anh bị chị em nào có coi được video này thì nhớ bấm like và chia sẻ và subscribe cho em và cho món tài dùng em nha. Và nói chung bây giờ là em còn nửa chặng đường dài nữa, thì
Nói chung là giờ em cũng còn nửa chặng đường thì em sẽ cố gắng từ đây đến hết thì cũng đạt được cho em được được 3.000 mấy giờ, 3.000 mấy trăm giờ, cùng anh chị em cố gắng. Thì em đạm cho khi nào được bật được bay cái tay, cho khi nào đủ được 4.000 giờ thôi. Thì cùng những anh với chị, nói chung là trong năm nay thì bắt không được đúng không, bây giờ nói chung thì qua tết thì sẽ cũng là bắt được. Thì cũng chào tạm biệt anh với chị nha, máy bay ngon không anh? Ngon quá. Mấy chị ơi.